Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc nói chung và các tỉnh của Việt Nam với tỉnh Vân Nam Trung Quốc nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh hợp tác về giao thông, xây dựng, văn hóa, v.v., hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến thương mại cũng được hai bên quan tâm, đẩy mạnh, thúc đẩy thương mại biên giới phát triển. Thị trường Trung Quốc hiện chiếm tỷ trọng khá lớn trong xuất khẩu nông sản công nghiệp chế biến của Việt Nam. Điển hình như các mặt hàng sắn, gạo, cao su, rau củ quả, thông qua hoạt động thương mại biên giới đã góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và các dịch vụ vận tải, dịch vụ hỗ trợ khác của Việt Nam. Việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại cũng như hoạt động giao thương biên mậu giữa các địa phương hai nước là rất cần thiết trong việc phát triển kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và một trong những sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng, hiệu quả, phát triển thương mại biên giới được hai bên phối hợp tổ chức thường niên, luân phiên giữa hai tỉnh Lào Cai Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc, đó là Hội chợ Kinh tế Thương mại Việt Trung. Năm nay với chủ đề Thân tình cởi mở, hợp tác phát triển, Hội chợ Kinh tế Thương mại Việt Trung Hà Khẩu lần thứ 18 năm 2018 được tổ chức với quy mô lớn, nội dung phong phú với nhiều kỷ lục mới được xác lập. Hội chợ thu hút trên 1.400 gian hàng của 816 doanh nghiệp Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Ai Cập, Thái Lan, v.v. tham gia hơn 100 chủng loại mặt hàng nông sản, điện tử, thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, nông cụ. Hội chợ đã thu hút trên 202.000 lượt người đến tham quan. Tổng giá trị trao đổi mua bán tại hội chợ đạt 695 triệu đô la Mỹ. Trong khuôn khổ hội chợ đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú như gặp mặt xã giao giữa đoàn đại biểu hai tỉnh Lào Cai Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc, tổ chức các buổi hội nghị, hội đàm, hội thảo và lễ ký kết giữa doanh nghiệp hai nước. Qua đó, 18 dự án với thỏa thuận đầu tư 683 triệu đô la Mỹ đã được các doanh nghiệp hai nước ký kết. Tôi xác định hội chợ là một cái dịp, một cơ hội để kết nối doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc và Cuba. Đi qua hội chợ thì các doanh nghiệp sẽ gặp gỡ, giao lưu đàm phán để có những cái hợp tác về lâu dài với nhau trong các lĩnh vực và sẽ thực hiện những hoạt động thương liên qua cảng nhập khẩu và cảng hàng không. Cùng với đó là chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới, thực hiện nhiều các giải pháp liên quan đến xúc tiến thương mại, đặc biệt là sẽ thường xuyên tổ chức các hội nghị gặp gỡ giao thương kết nối giữa doanh nghiệp xuất khẩu của hai bên để làm sao là thúc đẩy cái hoạt động xuất nhập khẩu qua Lào Cai tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Với nỗ lực của cả hai bên, quy mô hội chợ ngày càng được mở rộng và thu hút đông đảo doanh nghiệp hai nước và một số quốc gia khác trong khu vực tham gia. Hội chợ thực sự là cầu nối và là biểu tượng cho quan hệ láng giềng, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung Việt và tạo cơ sở tốt đẹp để thúc đẩy xây dựng và phát triển khu hợp tác kinh tế biên giới Hồng Hà, Lào Cai. Theo phản ánh của một số doanh nghiệp Việt Nam, hàng hóa của Việt Nam được khách tham quan hội chợ đánh giá cao, sức tiêu thụ tốt, nổi bật là các mặt hàng, nông sản, giày dép, đồ gia dụng và đồ thủ công mỹ nghệ, v.v. Cho đến nay, tại các cửa khẩu Lào Cai, Hà Khẩu, nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại biên giới như giảm chi phí, thời gian thông quan, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp hai bên đã được thực hiện. Thời gian tới, hai bên thống nhất xây dựng mô hình cặp cửa khẩu quốc tế kiểu mẫu trên tuyến biên giới Việt-Trung và thiết lập luồng ưu tiên thông quan đối với hàng nông sản để khai thác hiệu quả vị trí cầu nối, cửa ngõ của Lào Cai trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.